Nhân vật chính của chúng ta là Ikki Igarashi, anh trai trưởng của gia đình Igarashi. Anh là một chàng trai trẻ chăm chỉ, luôn quan tâm tới gia đình và ưu tiên tất cả mọi thứ dành cho gia đình của mình. Anh đã sẵn sàng từ bỏ cái ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp để toàn tâm toàn ý vào công việc của gia đình, phục vụ cho tất cả những vị khách đến với phòng tắm hơi của gia đình Igarashi, là người không màng thế sự và luôn hạnh phúc khi những người em, những người thân trong gia đình của mình nở nụ cười. Anh sẵn sàng tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm như trở thành Kamen Rider, hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò bảo vệ những người dân, gia đình của mình và là một nhân viên ưu tú tại phòng tắm của Igarashi. Tính cách của Ikki còn phần nào là một người điềm đạm và vô cùng vị tha. Anh luôn sẵn sàng cứu giúp tất cả mọi người, cho dù họ có là những kẻ phản diện như Desmond, vẫn cho họ một cơ hội để cải tà quy chính. Tất cả những điều trên tạo thành một Ikki, một nhân vật chính vô cùng chuẩn mực, một người sẵn sàng bảo vệ tất cả mọi người, vị tha với những người mà anh ta cứu giúp, cho dù đó là ác ma của mình hay là những ác quỷ đến từ phe phản diện. Câu chuyện trở thành Kamen Rider của Ikki bắt đầu từ chính sự kiện của em trai Daiji của mình khi anh ta đã chính thức được đổ vào tổ chức Phoenix. Một buổi khai mạc lớn để chào đón những tân binh gia nhập vào Phoenix đã được tổ chức. Ikki cũng như những người khác trong gia đình của anh đã đến cổ vũ cho Daiji. Mặc dù cực kỳ bát nháo, nhưng tất cả gia đình Igarashi lúc này đều hướng về người em trai đầy hãnh diện Daiji, vì tổ chức Phoenix cũng phần nào là tổ chức nổi bật nhất trong thế giới Revive. Việc trở thành thành viên của tổ chức này là điều vô cùng danh dự với cả gia đình. Tưởng chừng đây sẽ là buổi nhậm chức đầy viên mãn, cho đến khi một vị tiến sĩ mang tên Joji giới thiệu một vật phẩm vô cùng kỳ lạ. Nó là một chiếc driver cùng với con ấn, thứ mang sức mạnh của kiếp. Khi kết hợp cả hai, họ sẽ có một sức mạnh để chống lại thế lực Desmond. Cùng lúc này, Desmond cũng tấn công để ngăn chặn việc này xảy ra. Daiji là người được chọn để trở thành Kamen Rider Revive, nhưng anh ta đã không vượt qua được cái bóng quá lớn trong quá khứ. Anh ấy đã không thể giải phóng ác ma của mình và vứt bỏ chiếc Revive Driver trước sự kinh hãi của mọi người. Chứng kiến tất cả những người thân của mình đang bị tấn công, Ikki không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời của ác quỷ, giải trừ phong ấn của con ác ma chứa trong người của mình. Nó đã xuất hiện với cái tên Vai. Vai mặc dù vui tính nhưng bản chất nó vẫn là một con ác quỷ. Khi vừa được thả ra, nó đã dễ dàng đánh bại hai ác ma khác. Nhưng với bản năng của mình, nó cũng quay qua để tấn công người nhà Igarashi. Ikki đã phải dùng tới sức mạnh của Revive Driver để khống chế lại Vai. Thứ sức mạnh đó đã kết hợp với Vai Thumb của T-Rex tạo thành Kamen Rider Revive và Vai. Cả hai đã gặp gỡ và chiến đấu lần đầu tiên với nhau để tạo thành Kamen Rider tuy một mà hai.